Giờ cho tới ngày 28 mình sẽ tranh thủ thời gian để tâm sự với mọi người. Chỉ sợ sau ngày 28 mình sẽ không còn ngồi đây nói chuyện với mọi người một thời gian. Hôm nay mình nhận được một cái giấy triệu tập. Cũng buồn, tình hình thì tệ nhất thì chắc tôi buộc phải khóa cơm một thời gian, nộp phạt. Tệ hơn nữa thì chắc sẽ bị bế đi một năm. Này là góc nhìn của tôi phán xét thôi. Nhưng mà giấy mời tôi đã được nhận rồi. Ngày 28 này tôi sẽ lên. Hôm nay tôi nhận được một cuộc điện thoại của sở thanh tra gửi giấy mời ngày 28. Mình đã giải quyết tình hình như nào thì tôi không biết, nhưng mà trong giấy mời thì kêu tôi phải lên đó để xác minh tất cả các tài khoản mạng xã hội cho họ. Thì tôi đoán được rằng là chắc họ sẽ bắt tôi khóa một thời gian, nộp phạt. Còn phải tùy theo những cái người mà ghét tôi, họ muốn bảo vệ cho cái hào quang của họ bao lâu nữa thì mức hình phạt của tôi nó sẽ nặng hơn. Nhưng mà tôi nghĩ chắc họ không để cho tôi yên đâu, cho nên đừng chọc vô ổ kiến lửa mọi người.